Cách đây tròn 12 năm, ngày 14 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép Trường Đại học Đại Nam chính thức hoạt động và được tuyển sinh khóa đầu tiên. Kể từ đó đến nay, Đại học Đại Nam chính thức lấy ngày 14 tháng 11 là ngày thành lập. Tiến sĩ Lê Đắc Sơn là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của nhà trường. Hành trình 12 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Đại Nam trải qua bao khó khăn vất vả. Có những khoảng thời gian khó khăn, tưởng chừng như phải dừng lại. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đắc Sơn cùng các cộng sự trong Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, cán bộ giảng viên của nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, chinh phục mọi thử thách để tồn tại và phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhớ lại ngày đầu tiên đi vào hoạt động, nhà trường phải thuê trụ sở làm việc và giảng dạy cho sinh viên các khóa 1, 2, 3 tại tầng 4 tòa nhà HESCO, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, địa điểm này quá chật chội, nóng bức, chung đụng nên Hội đồng Quản trị đã quyết tâm chuyển trụ sở về 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Dù điều kiện tài chính lúc đó vô cùng khó khăn, thu không đủ chi. Thế rồi, vừa đào tạo, vừa dốc công xây dựng, từ một mảnh đất chiêm trũng tại Hà Đông, nay là số 1 phố Xốm, quận Hà Đông, tòa nhà 9 tầng đầu tiên đã được xây dựng. Hàng cây phượng vĩ chạy dài theo khuôn viên của nhà trường, cùng 12 dãy ký túc xá và 3 dãy căng tin phục vụ nơi ăn, chốn ở cho sinh viên cũng đồng thời được xây dựng xong, đủ đáp ứng những điều kiện tối thiểu để Đại học Đại Nam tự tin mở rộng quy mô đào tạo. Có lẽ những cán bộ, giảng viên gắn bó từ những ngày đầu thành lập trường mới có thể thấm thía hết những khó khăn, vất vả mà nhà trường đã trải qua và tự hào với những gì Đại Nam đã làm được như ngày hôm nay. Bắt đầu từ năm 2015, các thế hệ sinh viên của Đại học Đại Nam đã có một không gian học thuật đủ điều kiện học tập ổn định, một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, thư giãn của thầy và trò là điều tiên quyết mà lãnh đạo nhà trường giá nào cũng phải thực hiện. Từ chủ trương đó mà những khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh liên tục được mọc lên và chăm chút đẹp đẽ lên từng ngày. Sân bóng, căng tin, ký túc xá sinh viên, thư viện, trung tâm thực hành dược, vườn cây thuốc, nhà thuốc Đại Nam, trung tâm thực hành tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán dần dần được xây dựng hoàn thiện. Đặc biệt, trong một năm gần đây, khoa du lịch đã khai trương 3 khách sạn thực hành cho sinh viên gồm khách sạn 3 sao ở Hà Nội, 4 sao ở Bắc Ninh và 5 sao ở thành phố Đà Nẵng, giúp sinh viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành nghiệp vụ. Mọi nỗ lực về cơ sở vật chất chính là để đáp ứng tốt nhất cho sự gia tăng nhanh chóng của các cấp học, ngành học và số lượng sinh viên, học viên học tại nhà trường. Có bột mới gột nên hồ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên chính là điểm chốt quyết định đến chất lượng giáo dục đại học trong thời kỳ cách mạng 4.0. Nhận thức được điều đó, Đại học Đại Nam luôn chú trọng phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. 12 năm xây dựng và phát triển, Đại học Đại Nam đã gia tăng nhanh chóng về đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu. Nhiều cán bộ giảng viên của nhà trường được đào tạo từ các nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Singapore, v.v. về đầu quân vào đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường. Tuy nhiên, với Đại học Đại Nam, sự tự hào không chỉ về con số và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên mà chính là tấm lòng, sự tâm huyết, tình yêu thương dành cho sinh viên của mình. Đúng như lời Chủ tịch nhà trường đã căn dặn. Điều gì có hại đến người học, dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì tốt nhất cho người học thì hết lòng, hết sức. Và ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sức mạnh. Phương châm hành động đó đã góp phần làm nên thương hiệu của Đại học Đại Nam hôm nay. Xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là đặc biệt quan trọng trong hoạt động đào tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên. Đại học Đại Nam luôn chú trọng vào hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường. Hàng năm, trường đều tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học có chất lượng cho sinh viên và giảng viên. Trong thời đại hội nhập như hôm nay, hợp tác đào tạo với các trường đại học và các quốc gia trong khu vực ASEAN và rộng hơn nữa là hoạt động quan trọng của một trường đại học.
nắm bắt được tầm quan trọng đó, hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế được Đại học Đại Nam chú trọng với nhiều chương trình hợp tác quốc tế được ký kết hàng năm. Trường đã và đang thực hiện hợp tác đào tạo quốc tế với các trường đại học lớn ở Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan, v.v. Bên cạnh đó, trường còn thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế, đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên, tuyển lưu học sinh đến học các chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Hiện nay, Đại học Đại Nam đang có hơn 100 lưu học sinh Trung Quốc, Lào, Campuchia. Kiến thức chuyên ngành trong trường đại học là yếu tố cần giúp sinh viên có thể lập nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, để thành công và vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, người trẻ cần phải có kỹ năng. Đó là yếu tố đủ để làm việc và thành công. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, năm 2013, Ban giám hiệu Trường Đại học Đại Nam đã giao cho khoa Quản trị Kinh doanh xây dựng và áp dụng giảng dạy bộ môn kỹ năng mềm thông qua các hoạt động trải nghiệm thiết thực, bổ ích của trại huấn luyện kỹ năng mềm. Xác định tiếng Anh là chìa khóa mở ra ngoài thế giới. Do vậy, cùng với kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và công nghệ thông tin, tiếng Anh là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quan trọng và ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì lý do đó, Trường Đại học Đại Nam đặc biệt coi trọng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên. Đại học Đại Nam là một trong những trường đại học đầu tiên ở miền Bắc áp dụng chuẩn TOEIC từ 450 đến 600 điểm. Nếu thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời, thì 4-5 năm học đại học là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của thanh xuân. Bên cạnh hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện trong trường đại học giúp sinh viên phát triển toàn diện và hoàn thiện nhân cách. Giáo dục con người toàn diện là phương châm của Đại học Đại Nam ngay từ những ngày đầu thành lập. Các hoạt động phong trào suốt 12 năm qua luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên thông qua các sự kiện mang đậm ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các cuộc thi nhằm tìm kiếm và khai thác tài năng của sinh viên. Nhiều chương trình giúp sinh viên nâng cao tinh thần đồng đội, phát triển kỹ năng, tạo môi trường giao lưu và rất nhiều các hoạt động đoàn thể ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng, đất nước. Cùng với đó, công tác phong trào còn hỗ trợ đắc lực cho hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và uy tín giúp Đại học Đại Nam có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay. Có công mài sắt có ngày nên kim và ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Những câu nói vàng ngọc đó luôn là kim chỉ nam cho hành động của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ giảng viên, nhân viên của nhà trường. Hành động không mệt mỏi, hành động thật sự đã đem lại những kết quả tốt đẹp cho Đại học Đại Nam ngày hôm nay và được ghi nhận của nhà nước và xã hội. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giải thưởng danh giá khác. Và đặc biệt ngày hôm nay cũng chính là ngày Đại Nam chính thức nhận được giấy chứng nhận đạt chất lượng đào tạo của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Quốc gia. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đại Nam luôn nỗ lực phát huy tối đa tiềm lực, tính sáng tạo, tự chủ của mỗi cá nhân đang công tác và giảng dạy tại trường. Trường hoạt động theo tôn chỉ đề cao chất lượng đào tạo phù hợp với học phí của người học. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh.